kìa, chỗ này có trúng thưởng này. Quay nếu mà trúng giải nhất đó là đồng hồ 8 triệu đồng nữa. Làm gì có chuyện cho không vậy chị ơi? Lừa đảo á. Thì chị thấy người ta cũng chỉ xin tên với số điện thoại thôi, cũng đâu có xin địa chỉ hay chứng minh nhân dân gì đâu. Chúng giải rất thật rồi nè. Dạ alo. Dạ chị có phải chị Châu không ạ? Dạ phải ạ. Dạ chúc mừng chị là người trúng được chiếc đồng hồ 8 triệu á chị. Bên em sẽ gửi hàng cho chị nha. Chị hỏi xem có cần đóng phí gì không? Dạ có cần đóng thêm phí gì không ạ? Dạ có, nếu mà người bán các trúng thưởng là phải đóng 10% thuế chị, là còn 400 nghìn thôi ạ. Dạ vậy thôi ạ. Chị không ngại, chị nhận hàng rồi mới thanh toán mà. Ủa vậy luôn hả? Vậy lấy cho em đi ạ. Em thấy đẹp không? Thấy đẹp. Chị Châu ơi, chị Châu ra nhận hàng chị ơi. Ủa ai gọi vậy chị? Đâu có đặt hàng gì đâu ta. À cái đồng hồ. Dạ đơn hàng của chị đây ạ. Của mình 400 ngàn nha chị.